Không nhận nha, đàn ông trong cái xóm này cứ so cute, dễ thương quá à. Vừa biết yêu thương vợ, vừa biết nhìn vợ này. Son quá sức, nhất là ex boyfriend mộng thường của mình nè, dễ thương quá. Hãy gọi thôi. Alo, tạm thời Mộng Thường không được phép dùng điện thoại và ngưng giao tiếp với mọi người. Có gì xin liên lạc lại sau nha. Xin chào, chúc một ngày vui vẻ. Oh my god, cái con này làm như Mộng Thường là con cướp bé. Kiểm tra nghiêm ngặt. Được rồi, chuyển tới Thường. Chị ơi, chị ngồi chơi. Okay, thank you. Má của em mới đi ra ngoài có một chuyện. Chị nghe nói chị bởi mới về phải không? Yes. Hèn chi đẹp như quỷ luôn á trời. Em đang khen hay đang chê chị đấy? Khen ý là đẹp đẹp mà xuất quỷ nhập thần á. Thank you very much. Ủa chị mệt hả? Mệt. Ủa ôi mấy no. Thank you very much. Nghĩa là chị cảm ơn em nhiều lắm. Để uống tí nước đi chị. Ok, cảm ơn em. Nhà em không có ai ở nhà. Hả? Vậy ông xã của em đâu? Chồng em hả? Yes. Chồng em đi chợ rồi. Đi chợ. Chị đem hộp quà đẹp vậy? Trái tim nữa hả? Tặng ai vậy? Chị... Chị ơi, trong về vô. Ba. Do you remember me? Hả? Bà nói gì? Sorry. Anh có nhớ em không? Ý nói tiếng Anh hả? Yes. Không cảm, không có biết tiếng Anh, không có hiểu. Sorry. Anh nhớ, không nhớ. Em bé cái gì đó? Liên, cháu bác Tư đúng không? Yes. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp dễ sợ luôn á. Đúng là bên nước ngoài vợ khác, nói tiếng Anh gì gió luôn. Thank you. Em có món quà muốn tặng anh. Tặng anh? Yes. Ủa mà sao tặng anh? Sao không tặng vợ anh nè? Em tặng thì anh cứ nhận cho em vui. Ủa vậy chị? Vậy là không có thích tôi á hả? No. Chị cũng thích em, nhưng mà thích chút. Ít hơn bên đây một tí. Nhưng mà nếu mà anh thích á, thì em sẽ mua quà tặng cho chị nhé. Oh my god. Không mấy em ngồi đi chơi nha. Tôi xuống nấu cơm cho vợ ăn. Đấy, ngồi chơi nha. Chị nhà ta. Ôi sorry. Nước ngoài về vô duyên quá ha. Người đàn ông Việt Nam khởi nghiệp. Ủa vậy bà không phải người Việt Nam hả? Chỉ nói vậy thôi. Thôi Emily xong việc rồi, Emily về nhá. Không, sao về đứng đó. Có cái gì tặng cho Emily? Không, cho coi thôi. Coi. Ủa sao nhiều huy chương quá vậy? Cái này là cấp thành phố. Cái này là cấp quốc gia. Còn cái này là cấp Asia. Tất cả đều là bộ môn võ thuật. Oh my god. Chị đừng ngạc nhiên. Em kể cho chị nghe, bữa trước á cũng có nhỏ Việt Kiều nó về đây. Nó định cua ông Dũng chồng em với chị, tại thấy ông cao ráo đẹp trai quá mà. Xong em lỡ tay. Em lỡ tay thôi, em gạt nhẹ có một cái à. Mà nó nhập viện răng hàm mặt một tháng. Sao vậy? Nó đi nguyên một hàm răng trên. Wow, oh my god. Hàm răng của chị thật là đẹp. Em tưởng tượng nếu với cái khuôn mặt này mà mất cái hàm răng dưới thì chắc là đẹp lắm. No!
nhà gì thì toàn là đai đen đai đỏ không. Rồi chút xíu nữa là chết trên tay con sư tử đó rồi. Oh my god, không may. À, cho con hỏi là cái vợ vợ của anh Minh Hoàng ấy là có biết võ không đó? Oh, không biết hả? So good, thank you bác. À, dạ dạ không có gì, con hỏi cho vui thôi. Dạ dạ, thank you. Một lần vấp ngã là một lần con, bây giờ thì quá con rồi. Đối tượng thắng tiếng. Không nhận, Amelie thật là nhanh trí. Ở đâu có ảnh hưởng đến thân thể là Amelie get out. Bây giờ chỉ còn có Minh Hoàng, vừa đẹp trai nè, vừa trẻ hơn và chưa có đăng ký kết hôn nữa. Quá hợp với Amelie rồi. Ủa, kiếm Minh Hoàng hả? Hello. Hả? Sao biết? Biết chứ. Tôi còn biết cô tên là Emily Liên nữa, biệt danh là Liên Lé đúng không? Vì Kiều mới về nước phải không? À, có ý định tặng quà cho chồng tôi chứ gì? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Thùy Linh, là vợ của Minh Hoàng. Mà tôi không có đai đen, đai đỏ gì hết trơn á. Tôi chỉ có máu điên trong người tôi thôi à. Mà khi nào người nào chọc tôi á, máu điên tôi dễ nổi lên lắm. Tôi dễ nổi lên, tôi mất kiểm soát cơ thể tôi lắm đó. Chị có muốn chọc máu điên tôi nổi lên không? Oh no. Thật ra là Emily qua đây á, là muốn tặng quà cho Linh. Quà làm quen. Ồ vậy hả? Yes. Vô phòng chơi không? No. Emily busy. So busy. Thôi Emily về nha. Goodbye, no see you again. À vậy hả? Định cua chồng chị hả? Không có dễ đâu. Cái ngày gì đâu mà xui xẻo quá. Chắc là đất không lâu quá. Và hình như trong mắt mọi người á, Emily rất là mê trai. Nhưng mà thật ra Emily chỉ muốn quan tâm tới mọi người thôi. Đàn ông con trai thì dễ thương mà sao phụ nữ dữ dằn quá. Chắc là những người đàn ông đó biết yêu thương, biết quan tâm, cho nên những người phụ nữ đó muốn giữ chặt. Giá như